Xin chào các em. Y123 giới thiệu các em về các ngành run. Và ngành run đầu tiên chúng ta nghiên cứu là ngành run dẹp. Mời các em quan sát, đây là hình ảnh về con run dẹp. Vậy ngành run dẹp có những đại diện nào? Các em thấy là đầu tiên phải nói đến là sán lá gan, sán la máu và sán dây. Tất cả ngành run dẹp đều có những chung đặc điểm cơ thể sau. Một là cơ thể dẹp đối xứng hai bên, phân biệt rõ đầu, đuôi, lưng, bụng. Ruột thì phân nhánh nhiều, chưa có ruột sau và chưa có hậu môn. Riêng run dẹp ký sinh thì có thêm phần giác bám rất phát triển, cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua nhiều vật chủ trung gian. Đây là ba cái đặc điểm cơ bản của ngành run dẹp. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một đại diện cơ bản nhất, đó là sán lá gan. Mời các em quan sát. Em quan sát đây. Em quan sát sau đó trả lời cho ba câu hỏi: một là nó sống ở đâu, hai là có cấu tạo thế nào, và ba là di chuyển ra làm sao. Em quan sát cái hình đầu tiên đây nhá. Em thấy đây là cái lá gan này. Đây là hình con sán này. Như vậy nhìn vào đây ta thấy đó là sán lá gan sống ký sinh ở trong gan của trâu, của bò và cả gan người cũng như gan một số động vật khác. Như vậy là sống ký sinh. Và quan sát vào cái hình dưới này, trả lời câu hỏi là có cấu tạo thế nào. Chúng ta thấy nha. Một là giác bám này. Giác bám. Hai là miệng này. Và ba là nhánh ruột. Ruột phân nhánh rất nhiều này. Và bốn là cơ quan sinh dục lưỡng tính. Lưỡng tính. Như vậy các em thấy là sán lá gan có đầy đủ đặc điểm của ngành run dẹp, đó là gì? Cơ thể dẹp hình lá đối xứng hai bên, ruột phân nhánh nhiều. Riêng mắt và lông bơi thì tiêu giảm đi. Tại sao tiêu giảm? Bởi vì khi sống trong cái môi trường ký sinh thì không cần nhìn trên mắt tiêu giảm. Môi trường chật hẹp cho nên lông bơi cũng tiêu giảm luôn. Và phát triển cái gì? Phát triển giác bám. Giác bám. Vậy các em đã tìm hiểu về cấu tạo sán lá gan. Vậy chúng sẽ di chuyển như thế nào? Chúng sẽ di chuyển như thế nào? Các em quan sát lại cái hình phía trên nhé. Sống ký sinh trong một trong môi trường chật hẹp như thế này thì con sán này nó chỉ có thể là co giãn cơ thể để có thể chui rúc hay luồn lách trong vật chủ ký sinh này. Như vậy trong qua cái phần này chúng ta nắm được ba cái nội dung, đó là sống trong gan này, có cấu tạo như thế nào này, và di chuyển ra làm sao này. Bây giờ chúng ta sang phần 2 là mã, xem là dinh dưỡng và chúng sống như thế nào. Vậy sán lá gan có hình thức dinh dưỡng như thế nào? Như chúng ta đã biết là vì nó sống ký sinh cho nên dinh dưỡng là phải ký sinh. Có cơ hầu khỏe, miệng hút chất dinh dưỡng vào ruột và ruột phân nhánh nhiều. Đây là hình thức sống ký sinh của sán lá gan. Vậy thì nó sinh sản làm sao và vòng đời như thế nào? Thì mời các em quan sát lại phần cấu tạo. Chúng ta thấy nha. Quan sát mục 4 này. Mục 4 này. Đó là cơ quan sinh dục lưỡng tính. Vậy các em hiểu thế nào là lưỡng tính? Lưỡng tính có nghĩa là gì? Có cả cơ quan sinh dục đực và cả cơ quan sinh dục cái ở trên một cơ thể. Vậy thì lưỡng tính nó có lợi gì? Bây giờ các em tưởng tượng nhé. Nếu như sán lá gan tách làm hai con sán đực và con sán cái, trong một cái môi trường ký sinh chật hẹp như thế thì liệu rằng con sán đực có thể gặp được con sán cái hay không? Rất khó khăn đúng không các em? Vì vậy mà cái cơ quan sinh dục lưỡng tính rất thuận tiện cho sự sinh sản. Vậy tóm lại là sán lá gan lưỡng tính bao gồm cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái
trên một cơ thể và có noãn hoàng. Vậy vòng đời chúng sẽ phát triển như thế nào, ra làm sao, chúng các em cùng quan sát nhé. Đây chúng ta thấy đây, vòng đời trải qua 6 giai đoạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ các em quan sát một cái giai đoạn thứ 6 trước, đó là sán trưởng thành trong gan bò. Khi nó trưởng thành, nó sẽ đẻ ra trứng. Cái trứng này theo phân ra ngoài. Trứng này theo phân ra ngoài. Và khi gặp nước, nhớ nha, nó gặp nước thì nó phát triển thành ấu trùng lông. Cái lông này để dùng để bơi lội trong môi trường nước thôi. Và ấu trùng lông này tiếp tục xâm nhập vào một vật chủ trung gian thứ hai, đó là ốc. Sau một thời gian, ấu trùng này ra ngoài trở thành ấu trùng có đuôi. Ấu trùng có đuôi này sống một thời gian sau đứt đuôi trở thành kén sán. Cái kén sán này nó bám vào rau ở dưới nước, cỏ dưới nước, gọi là rau cỏ thủy sinh. Vì thế mà con trâu con bò nó ăn cái rau này vào, và cái kén sán này sẽ phát triển thành sán trưởng thành và ký sinh trong gan trâu gan bò. Như vậy các em thấy nha, là vòng đời của sán lá gan nó trải qua 6 giai đoạn. Có hai giai đoạn ấu trùng, đó là ấu trùng lông và ấu trùng có đuôi, và qua hai vật chủ trung gian, đó là bò và ốc. Và có một cái giai đoạn quan trọng nhất mà dẫn trực tiếp dẫn đến mắc bệnh sán lá gan châu bò, đó là kén sán. Cái kén sán này bám vào rau sống, vì vậy mà châu bò ăn vào mà mắc bệnh sán lá gan. Tóm lại qua phần này, các em đã hiểu được vòng đời của sán lá gan. Và các em ạ, sán lá gan không chỉ ký sinh trong gan trâu, gan bò mà cả gan người nữa. Có những cái đợt mắc bệnh sán lá gan lớn tại Việt Nam, đây, rất nhiều bài báo đăng tin này. Vậy thì làm thế nào để phòng chống được bệnh sán lá gan? Để làm phòng chống bệnh sán lá gan thì các em phải lưu ý lại cái vòng đời của sán lá gan. Nó là cái giai đoạn 6. Cái kén sán này bám vào rau quả thủy sinh, trâu bò ăn vào thì nên nó mắc bệnh. Vậy chúng ta cũng thế, chúng ta cũng sẽ bỏ qua đi một số cái thói quen xấu, đó là không ăn rau sống, tiết canh. Nên làm cái việc gì? Chúng ta nên làm, đó là rửa tay trước khi ăn và đảm bảo việc ăn chín uống sôi. Nếu các em làm được hai cái điều này thì không chỉ phòng được bệnh sán lá gan mà còn phòng được rất rất nhiều cái bệnh tật khác. Qua cái bài hôm nay các em cũng hiểu được đó là gì. Câu ca dao, đó là bệnh từ miệng mà vào và họa từ miệng mà ra. Nếu chúng ta không kiểm soát được cái việc ăn uống của mình ấy, thì sẽ mắc rất nhiều bệnh tật đưa vào người. Và cũng như chúng ta không kiểm soát được cái lời ăn tiếng nói của mình ấy, thì sẽ đem lại rất nhiều tai họa đối với chúng ta. Như vậy cái bài hôm nay đến đây là hết. Một lần nữa, Y123 xin chào và hẹn gặp lại các em nhé.